Tổng hợp những cái chết kỳ quái nhất trên thế giới. Tháng 2 năm 2019, một người đàn ông thử tính an toàn của áo chống đạn. Vậy nên thuyết phục bản thân mình bắn súng, khiến bản thân chết, châm cứu được coi là phương thức giải quyết các vấn đề về sức khỏe. Nhưng một người phụ nữ 55 tuổi ở Tây Ban Nha không đủ kích thích. Bà ta quyết định thay thế kim bạc bằng nọc độc ong. Sau 4 tuần trị liệu, cuối cùng bị dị ứng và chết. Năm 2017, một người đàn ông đến từ Indonesia, vì 100 đô mà nhảy xuống hồ cá sấu, chỉ để vớt xác một thanh niên ở dưới hồ. Anh ta cảm thấy mình có siêu năng lực khống chế cá sấu. Anh ta vừa bơi vừa hát, cuối cùng bị một đám cá sấu lôi xuống nước, không may bỏ mạng. Sau đây còn kỳ quái hơn nữa. Một mục sư đến từ Zimbabwe, để chứng minh cho các tín đồ trong hội thánh thấy đức tin mạnh mẽ thế nào. Anh ta quyết định tái hiện lại câu chuyện trong kinh thánh về Chúa Giêsu đi bộ trên sông. Vào một buổi sáng, anh ta đến bên một cái hồ được mệnh danh là sông cá sấu. Khi các tín đồ bắt đầu đi đến sông, không nằm ngoài dự đoán, anh ta bị cá sấu tấn công, chỉ còn lại bộ quần áo. Năm 2012, một người phụ nữ tên Mary mua một chiếc du thuyền. Cô quyết định một mình lái thuyền đi tìm chồng, quyết định tạo bất ngờ cho chồng. Nhưng cô chẳng có tí kinh nghiệm hàng hải nào. Nhiều thủy thủ khuyên cô nên thuê một thuyền viên, nhưng cô không nghe. Kết cục chỉ phát hiện thấy xác con thuyền, nhưng Mary thì không thấy đâu. Vào năm 20 của thế kỷ 20, có một bác sĩ trong thời kỳ Xô Viết cảm thấy chỉ cần truyền máu định kỳ sẽ vĩnh viễn tươi trẻ. Khi truyền đến lần thứ 10, ông nói thị lực ông tốt hơn. Tuy nhiên sau lần thứ 11, thị lực đã biến mất, nguyên nhất bởi vì ông ta đã được truyền máu của người bị bệnh lao. Không bao sau liền chết. Đây là cách chết kỳ quái nhất mà tôi từng thấy. Người đàn ông này vì chứng minh siêu năng lực của mình, bảo bạn bắn mình. Năm 2018, ở Nigeria có một người đàn ông gọi mình là đại sư. Vậy nên có người tìm đến, bảo anh ta làm cho mình một cái bùa phòng đạn, để chứng minh câu thần chú có tác dụng. Mai liền đưa cho bạn mình cây súng, bảo bạn mình bắn, nhưng câu thần chú không có tác dụng. Một phát anh ta chết tươi. Năm 1912, một người đàn ông mặc bộ quần áo bay, nhảy xuống từ tháp Eiffel, ngã chết. Ông ta là ông chủ của cửa hàng may vá, từ nhỏ đã ước mơ biết bay. Ông ta quyết định vào ngày 4 tháng 2, sẽ từ trên tháp Eiffel cao nhất thế giới, hoàn thành thí nghiệm nhảy dù. Dưới sự quan sát của phóng viên và người dân, bọn họ nhìn thấy ông ta lao từ độ cao 187 mét xuống. Sau đó đầu đâm xuống đất chết ngay tại chỗ. Người xem cho rằng ông ta dừng hình nộm. Sự thật không như vậy. Lúc anh ta nhảy, anh ta và dù bị quấn vào nhau, nên dù không mở ra. Tuy nhiên sự cố trên trở thành một trong những bức ảnh tuyệt nhất khi con người khám phá bầu trời. Người đàn ông bên dưới rất lợi hại. Ông ta 53 tuổi đến từ Ấn Độ. Nông trường của bạn ông ta có một con rắn độc. Nhưng bọn chuyện không kết thúc ở đó. Ông ta chuẩn bị cho nó vào miệng. Ông ta nghĩ sau khi ăn đầu rắn, sau này ông ta sẽ hoàn toàn miễn nhiễm với nọc độc rắn. Tuy nhiên điều ông ta không biết là, đầu rắn là cho dù có bị chặt xuống thì nó vẫn tỉnh táo. Con rắn đã cắn vào đầu lưỡi ông ta. Chỉ nửa tiếng đồng hồ, người đàn ông đã mất mạng. Đứa trẻ dưới đây vô cùng đáng thương. Một đôi vợ chồng sau khi sinh con, bọn họ từ chối tiêm vaccine cho con. Lúc này hành vi này không may dẫn đến việc đứa bé mới 6 tuần tuổi qua đời. Khám nghiệm tử thi cho thấy do thiếu vitamin K dẫn đến xuất huyết ở não. Tuy nhiên, đôi vợ chồng này cho rằng bệnh viện này bán nội tạng của trẻ con, nên cố tình giết con họ. Tôi chưa từng thấy cách chết nào kỳ quái như vậy. Năm 2006, một người đàn ông ở Rio de Janeiro đứng ở một bãi rác kim loại. Ông ta tìm được một quả tên lửa bị bỏ lại. Ông ta thử lái xe qua quả tên lửa này, chỉ muốn xem cấu tạo bên trong của nó. Khiến người ta tiếc nuối là, sau khi chiếc xe lái qua nó vẫn chưa mở được ra. Anh ta quyết định dùng búa nhẹ nhàng đập nó. Tuy nhiên không thuận lợi lắm. Anh ta không những không mở được, mà còn tạo ra vụ nổ cực lớn khiến anh ta tan xác. Hoan nghênh đến với tập thứ 21 của series Những cách chết nhảm trên thế giới. Năm 2016, một cô gái 20 tuổi và bạn thử vận chuyển một chiếc đệm. Nhưng nó to quá, vậy nên không để vừa xe chở hàng. Hai người nghĩ ra một phương án, cho nó lên trên xe chở hàng. Người bình thường sẽ buộc chặt nó lại, nhưng cô gái này lại thích cảm giác mạnh. Cô ta quyết định nằm đè lên nó, thử hít khí trời theo cách này. Cô ta quên mất quy luật vận động. Khi tài xế đạp chân ga, cô ta và cái đệm rơi xuống. Đầu cô ta bị đập mạnh xuống đất, chết ngay tại chỗ. Chắc mọi người từng nghe qua nỗi sợ đường xá rồi nhỉ. Tháng 9 năm 2021, vào một buổi sáng sớm, hai tài xế đâm nhau trên đường ở California. Tuy nhiên bọn họ lại đứng giữa đường cãi nhau. Hai người ngu ngốc nghĩ rằng một giờ sáng sẽ không có chiếc xe nào khác. Tuy nhiên vài phút sau, một chiếc xe ô tô lao đến đâm vào hai người. Họ chết ngay tại chỗ. Năm 1984, có một vị luật sư ở Chicago tham gia một buổi tiệc. Khi anh và đồng nghiệp đang thảo luận về chạy cự ly ngắn ở Olympic, họ bắt đầu tranh luận kịch liệt. Để giải quyết được tranh cãi, họ quyết định chạy thử trên hành lang tòa nhà. Trông có vẻ đây là một cách vừa thú vị vừa an toàn. Nhưng luật sư trẻ tuổi bị cận, để tăng hết tốc lực, anh ta tháo kính xuống,
Bọn họ lên tầng 39 tòa nhà. Bạn thử đoán kết quả xem sao. Vị luật sư trẻ tuổi xông thẳng đến chỗ cửa kính, lao xuống từ độ cao 122 mét, không đến 6 giây sau liền chạm đất. Tôi cảm thấy đây chính là kỷ lục thế giới rồi.